Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam Mô Gặp Phật. Kính thưa quý nhà hảo tâm, kính thưa Trương Văn Nhân và ân nhân tài trợ là ông Ngô Văn Xuân. Hôm nay nhóm thiện nguyện của Úc Cao Cơm Chay Từ Thiện Mắt Hướng Nhìn Cuộc Đời Bến Tre cũng như ban trị sự Phật Giáo Hòa Hảo xã Thành Khới A đã nhận tiền của ân nhân tài trợ là ông Ngô Văn Xuân hôm nay đến tại xã Tân Trung thì hỗ trợ cho chị Phan Thị Yến, 55 tuổi, chị là một nạn nhân chất độc da cam bị bẩm sinh, chị từ nhỏ lớn, đi lại thì khó khăn, chị cũng là bị câm, biết không nói chuyện được. Thì hôm nay nhóm thiện nguyện của Úc Cao Cơm Chay Từ Thiện Mắt Nhìn Cuộc Đời Bến Tre cũng như ban trị sự Phật Giáo Hòa Hảo xã Thành Khới A đến ở đây tặng cho chị một phần quà là 1 triệu đồng của ân nhân là ông Ngô Văn Xuân. Dạ, kính mong quý nhà hảo tâm mình thần quân xem qua được biết thì hỗ trợ cho Mắt Nhìn Cuộc Đời Bến Tre như Úc Cao để có kinh phí giúp những hoàn cảnh đặc biệt về được nhiều hơn nữa. Nam Mô A Di Đà Phật.